ニッコニーニッコニッコニーニッコニッコニーニッコニッコニTao đố thế nào giàu được. Đêm thì thức cái loại ốc ba đậu, ốc chó này, ốc lợn ngủ mà chỉ để đi ăn bám mà ăn ké. Đi chỗ nào mà thấy ăn thì tìm đến, thấy đòn thì tìm đi. Làm không làm cái đời không khá được nha. Ở xã hội này này, phải làm thì có gọi, ta có tiền. Nay không kiếm được nhiều thì kiếm được ít. Mình tích tiểu thành đại. Mình chưa có thì mình không được chơi bời. Mình chưa có thì mình đừng có ăn chơi lêu lỏng. Đừng có a tua a tòng đàn đúng. Chưa có thì mình phải làm được bao nhiêu mình tiết kiệm. Mình tích tiểu thành đại. Là một thằng đàn ông kể cả mình bỏ ra 35 chỉ kiếm tiền làm vốn thì làm ăn thôi. Không giao lưu với đéo ai hết. Bởi vì khi các bạn đã không có tiền đi giao lưu các bạn chỉ có thiệt thôi. Đúng không? Đâm ra là nếu mà mình chưa có nhiều vốn thì mình làm từ từ.